điện thoại. Xin chào cô chú anh chị đến leo tiếp theo của điện thoại nha. Hiện tại chị Loan đốt hết tiền bạc này của chú anh chị. Bữa nay là à đưa ông bà 25 Tết nha. Được. Còn cái này gọi là đưa ông bà hả chị? Rồi 30 rước về hả chị? Chị Loan đã vô lấy chiếc cây. Thường là mà thường Tết á, của chú anh chị 25 là đưa cho đưa ông bà á, khoảng 29 là đưa bà về, 30 là giao thừa nha cô chú. 30 giao thừa đó nha. Nói chung là đi tới cuối tháng và tới những ngày 1 của cả nhà đều có những cái như vậy ha. Cũng là chị Loan ra cô chú anh chị. Đó, chị lấy cây gấp ra, sợ bị nóng á cô chú. Cây này để người ta nướng đồ ăn người ta gấp đó mà. Cái cây này có cô kia cũng mua lại cho nè, nó lại thấy đốt cái tiền không có cây gì dài. Để cổ cho. Thì mơm đúng là che đưa chị Loan hết ha. Khỏe luôn. Khỏe bữa nay chị Loan vui cũng vui theo chị Loan á. Chị Loan em để ý hôm nay chị có son mới, son dưỡng mà xài bữa giờ mà trời ơi nó hồng quá trời luôn. Son này chị có bán không? Không hả? Sức bun bun kia là mình vẫn mở cái bình thường á chị Loan, có nhà máy đóng cửa vậy nghỉ tết đó. 8 dạ. Ủa chị Loan có tặng lịch tết cho anh em YouTube không chị Loan? Nó đơn hình nó tặng cho anh em đi. Thôi chứ giờ chị tặng cho ngoài sau kìa, có giấy 500 nè. Nó khó xài lắm đó, nó khó xài, khó xài. Chặt cho vui nha. Túi. Chị Loan ở bên shop buồn buồn đó, người ta kêu chị Loan để tấm hình của chị Loan với lại hình bé buồn đó. Để người ta tìm dễ tìm. Mấy cô chú xung quanh đó nói vậy. Bé buôn đó là có bạn gái đi chù đi cùng với chị Loan ra đánh bực, ai đụng đến bực luôn, hiểu không? À, chứ không vấn đề gì đó. Nói chung thì anh em mình quay cũng hạn chế cái thối vậy. Ừ. Trời ơi, chị Loan. Tết năm nay chắc chị Loan không đi chơi được ha, tại vì đi dính tịch hết chín mùng rồi. Hay nhẹ không chị ha? Tết năm nay là chạy xô hết được chín mùng chị. Ủa chị, hình như hôm bữa em thấy có poster mà chụp chị với anh Vũ Luân đi diễn ở ngoài ngoại là phải không? À đúng rồi. Mày hả chị? Mình mới chị đi diễn. Chưa, chưa. Là tháng 4 là. Tháng 4 là. Bên Úc hả? Bên này chị không biết. Bên Úc. Ủa Quang Nam nhớ con ghe đến dọn hồ chưa chị? Đâu này. Có gì thì nói chung là anh em YouTube của mình quay thì cũng muốn là quen nó đến dọn đồ cho chị Loan là trống trải ở đâu buôn bán được. Mà bây giờ mình nói thẳng luôn, nếu mà dọn quay thì dọn đồ dọn liền luôn, tại vì bây giờ nó quá dơ rồi. Đúng rồi. Thì sao nói là ngày Tết gần Tết cả nhà, là nếu mà dọn được sạch sẽ nhà thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Đó. Nếu bây giờ mà bên cô Sáu hay là con quen qua đây đó, ở anh ơi dọn cho em đi, sẵn sàng dọn liền. Không cần tốt luôn, mình đem qua giùm cho nó luôn. Thì bây giờ thì mình nghĩ bên đó thôi. Bây giờ mình ở bên chị Loan thì mình cũng đồng hành cùng với chị Loan đúng không? Nói chung mà que qua đây thì em hy sinh cả cậu lực với tôi. Anh bắt là hỗn dạ. Ủa nãy chị nhập đó đúng không? Dạ hết chị ơi, hết. Rồi, đúng luôn chị. Không, bên chị nhập bán cũng ngon. Dạ. Bún thịt xà. Chúc mời nhập đồng hành cùng với em. Cao mềm, chiều cao chị là Tuấn Nhi, nhưng mà cái mặt chị nó bị khác.
Châu Hòa nó kêu gì à, tình trời. Em biết nè, nó mẹ đưa vô cái gì đó bị lộ liền luôn. Cho nên mua tính thôi. Bị chổi hàng liền luôn. Là soi hả chứ? Không may coi luôn á. Bỏ quá, bỏ quá. Bỏ quá. Đấy nói vậy là mấy đứa nhỏ biết tim, biết game, biết buôn là về nội chơi hết rồi hả chị? Là chơi lễ Tết luôn đấy về. Nó chắc bữa nay hoặc ngày mai mình muốn lên. À. Thấy chị đăng cái hình buôn nha sushi nhìn cân quá ha. Ừ, có sushi lắm. Còn hành chính là làm tới ngày 27/8 là mình đăng. Như là lớn không em mùa tiền to không của chú anh chị à? Em thấy buồn hình như có này vi phạm phụ trách vì lúc này của chú anh chị anh thổi không về lửa nhà của chú, tại vì mình là người quảng cáo không đưa thông tin nên không phải về lửa nha, lửa sẽ bị YouTube đánh đánh sập nên thổi nó hơi trên. Nói chung là bây giờ đôi khi là tắt đèn có chỗ là bởi đèn rồi. Gió nó nhiều kia bên đây. Cái gì quá, gió nó nhiều cho anh em mọi người sao đây. Hai chục lấy không? Đi đi đi. Có ai dám lấy không? Đúng rồi đó. Chắc là có ai dám lấy không? Nguyên phục trong nhà. Đó nhưng mà quan trọng là cái giá. Cái nhà đó chị Long đang không để cho chị giải nha. Thì cũng đốt với tiền bạc này của chú chị. Có lửa là không phạm nha. Giá là 140 nha cô chú anh chị. Đó. Thì thôi cũng xin ngưng clip ha. À, có gì thôi về tiếp mà cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ lại một tiếng ha. Ba cô chú anh chị. Chị Lộc đã vô rồi. Ba cô chú anh chị.